Về bà Thu Hà. Chị bữa hát với anh trai Tuyết. Hả? Hát với Mãi Xanh á. Dạ thôi để em hát với anh trai Mãi Xanh. Để chút để em sẽ em hát với chị nha. Tiền mong em không tìm được lãng quên vì
đà mà trước mắt chị thân anh sao lần anh lặn lội lên tìm em lại gặp ngay chỗ không cho anh gặp mặt em muốn quên anh muốn trở anh về với gia đình hạnh phúc nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ hay quá chừng
Dạ một lần nữa em xin cảm ơn anh trai nha. Giờ em xin mời tỷ tỷ dừng lên hát với ông xã em nha. Tỷ tỷ hừng lên xong rồi là tới tới Hồng Thấm nha. Không, chị đoàn em mới vô, tới Hồng Thấm mà tới chị đoàn em. Anh hai chờ em xíu nha. Anh hai. Em hát với tỷ tỷ dừng lên xong rồi anh trai anh Sơn hát với Hồng Thấm thì em hát với anh nha. Anh hai nổi mình hát lâu chưa? Mơ hát mà. Xin mời tỷ tỷ dừng lên nha. Bài gì ạ? Thì thương kiều ở đó. Thầy gì nãy bạn có bấm lên á. Rồi mời chị lên hát bản Bạch Thu Hà. Từng sứ Bạch Thu Hà bản đều dùng chưa hát bản này không? Chưa lần nào bạn nghe thì có nghe chưa hát. Trời đêm sương khói đanh lùng hồn phiêu phương theo gió về tâm tư giọt lệ khóc người thương. Trời ơi lạnh lẽo màu cam trước lưng sầm khói hương ồ rô gió lát ơi hồn anh có đưa theo ngọn quá chị ơi. Bởi xa cơ chiến trường cam thọ tiền nên giọt máu hồng những tấm bài trường xa. Từ cõi hư vô theo gió bay tìm về quê cũ không làm chi em hỡi Bạch Thu Hà. Anh đã về đây khi trăng lặng sao mờ.
tỉnh dậy đêm cùng cạn nỗi hàng huyên. Sợ bình minh trở lại mình sẽ chia lìa đôi nhà. Hay quá chị ơi. Bạch Thu Hà ơi, anh đâu phải là kẻ sống còn trên dương thế, mà chỉ là hồn ma bông quế về thăm em trong đêm vắng canh ta. Giây phút gần nhau rồi cách biệt đôi đàn. Kìa tiếng gà đã dục giả dây gian, như báo hiệu bình minh trở lại. Có như có thương ta cũng đành nuốt lệ, bởi anh sẽ ra đi mãi mãi không về. Trong tàn cánh từ đâu dòng tới, là phút kia lìa để vĩnh biệt ngàn thu. Bạch Thu Hà ơi, Bạch Thu Hà, xin dình biệt âm dương cách trở, đôi mình giọt máu chung tình em còn nhớ không em. Ồ, cảm ơn Tỷ Hiền Lơ nha, hay quá chị, hay quá.